Chào các bạn, bây giờ chúng ta qua bài ứng dụng đầu tiên ha. Những cái bài trước thì các bạn đã biết cách gì, cách cài đặt Android SDK, cách cấu hình, tạo cái project, các thành phần bên trong nó, các máy ảo, các chạy một ứng dụng như thế nào ha, quy trình nó ra sao. Bây giờ tôi sẽ demo một ứng dụng cơ bản thôi. Các chương trình Hello World và xin chào bạn là ai, và cấu hình một số thông số như là màu mè ha, chữ cỡ chữ như thế nào. Bây giờ chúng ta sẽ đóng cái bài này ha. Chúng ta sẽ vào menu file. Chúng ta chọn là Close Project. Đây. Ta new ha. Ta bấm new dự án. Để tôi chọn đến bài bài 18 à. Đây. Đặt cho tôi bài dự án tên là Hello World ha. Hello World. Đây. Mặc định như này đã có ha, là cái bắc kịch đã được nối ngược giữa company domain và application name. Nếu như chúng ta là đơn vị cá nhân, ta làm cho chúng ta tự xài thì lấy tên ta đi ha, tự mua cái domain. Domain quốc tế thì rất là rẻ, đó là một năm trung bình khoảng 11 đô thì cũng không có bao nhiêu. Chúng ta có thể mua cái domain như gì đó đặt tên ta ha. Đó. Rồi ta để một cái đây. Hello World, ta bấm nét ha. Tương tự lúc nãy này cũng min SDK đúng không? Ta chọn cái này ha, 97 lớn nhất này, net. Ta chọn empty activity ha. Rồi bấm net. Rồi tới đây ha, tôi nói lại lần nữa này, là activity name là cái lớp để xử lý các sự kiện xảy ra trên màn hình. Còn layout là cái màn hình thiết kế giao diện này ha, là những cái gì mà tương tác trên layout này này thì cái main activity nó sẽ xử lý cho ta. Rồi ta bấm finish ha. Rồi các bạn thấy sau khi tôi bấm finish thì tùy vào tốc độ của máy ha, chương trình sẽ khởi động xong và tạo lên ứng dụng cho chúng ta. Thì quay lại như cũ, chúng ta có là cái main activity ha. Nó có một layout này này. Thì lâu lâu nó báo cái này kệ nó, chúng ta bấm vào biểu tượng refresh, chúng ta thấy không? Trên mà góc phải chúng ta này bấm vào refresh ha. Còn không nữa thì cứ bấm close kệ nó không sao, thì lỗi công cụ của ta hoặc là khởi động lại thì nó xong thôi, hoặc là chưa biên dịch xong nó vậy thôi ha. Đây hoàn toàn không phải lỗi của chúng ta nên đừng lo lắng ha. Và chúng ta để ý như sau này. Khi thiết kế cái mobile á, thì nó có nhiều cái tính năng đó, tức là nhiều cái yêu cầu khách hàng, người ta có thể đứng, người ta xem điện thoại, người ta để đứng thế này, có thể người ta nằm ngang vân vân. Thì chúng ta hoàn toàn làm được điều đó ha. Chúng ta thấy biểu tượng này này, ta thấy không? Ta có thể xoay ngang, xoay dọc ha, thông qua các biểu tượng này. Thấy không? Bấm này, xoay ngang, xoay dọc này. Thấy không? Đó. Vậy có những phần mềm nằm ngang mới đáp ứng được ha. Có những phần mềm thì chỉ cần nằm đứng là đủ rồi ha. Thì bạn chỉ có bấm qua bấm lại này thôi là bạn có thể làm được điều đó. Rồi. Giả sử bây giờ tôi xóa chữ hello đi ha. Hello. Bây giờ tôi kéo ra ha. Kéo ra này. Kéo test view nè. Mấy này những bài sau chúng ta sẽ rõ hơn ha. Kéo này ra. Bạn double click vào nó này. Double click vào nó ha, là click chuột hai lần đó. Phần test là phần dữ liệu hiển thị lên, ví dụ tôi ghi là xin chào. Xin chào. Ví dụ ha, bây giờ tôi kéo một cái test view ra. Tôi kéo một test view ra này. Và sau đó tôi double click vào và tôi ghi là xin chào. Xin chào các bạn ha. Chúng tôi là Topeka Edumon. Tôi bấm enter ha. Tôi có thể chỉnh như phông chữ như sau. Đấy là chúng ta di chuyển này, thấy nó có tia không? Tôi thấy này, đó. Kéo ví dụ tôi muốn chỉnh chữ màu đỏ đúng không? Tôi tìm tới cái text color, kéo xuống ở đây nó có sẵn ha, text color. Bấm vào dấu ba chấm này ha, tôi bấm vào nó này. Thì khi bấm vào dấu ba chấm nó có công cụ này, màu mè thấy không? Thích chọn màu nào thì chúng ta chọn thấy không? Này, ví dụ tôi chọn màu này. Ok. Thấy không? Muốn chữ nó bự lên thì trong phần chúng ta có phần text size này. Test size kích thước tôi cho là 20 đi, enter cái đi. Không? Trong có test style, bold là in đậm này. Thấy không? Rồi bây giờ chúng ta tương tự như vậy ha. Chúng ta có thể làm những việc khác, như là tôi kéo bút tông ra này. Đây. Tôi ghi là I love you à. Topeka Edumon, chúng tôi yêu các bạn. I love you. Này bút tông ha.
Như vậy các bạn đấy là trong phần design này này thì có phần cái công cụ tool này người ta gọi là các widget này. Hay nói tóm lại các bạn nói sao đây là các view hay là các control trên giao diện. Thì control cụ thể, trong một trường hợp cụ thể tôi sẽ nói rõ sau ha. Thì muốn control nào thì cứ kéo thả ha. Nhưng mà không phải là thích kéo nào thì kéo, mà phải kéo theo yêu cầu của khách hàng ha. Tại vì chúng ta làm cho khách hàng, tại vì người nuôi ta là khách hàng nuôi ta ha. Chứ ta không ăn không khí được đâu. Ta cứ kéo thả theo yêu cầu khách hàng, người ta muốn gì ta kéo đó thì đúng ý của họ ha. Thì trong phần design này này chính là nơi để thiết kế kéo thả. Nhưng mà khổ nỗi khi mới bắt đầu học thì chúng ta thích kéo thả, nhưng mà khi chúng ta rành rồi kéo thả nó lại lâu hơn là chúng ta copy paste và gõ bằng code như này này. Như vậy nó mới cung cấp thêm cho chúng ta một cái thẻ test. Chúng thấy bên này không? Design này, em thấy không? Design này, test này, ta bấm vào test. Chúng ta có sửa ở đây luôn, sửa lại ha. Ví dụ là từ I love you, chúng ta có thể sửa lại là I love you very much. À, ta quay lại ha. Ta thấy không? Thấy nào? À, chúng tôi rất yêu các bạn. À, rồi như vậy là tôi đã demo sơ qua là tạm ứng dụng đầu tiên, new nó như thế nào, chỗ thiết kế kéo thả ra sao ha, và cách mà chúng ta có thể vào test chúng ta sửa như thế nào. À, và đặc biệt là bên tay phải này chúng ta có một công cụ là Roberty ha. Công cụ Roberty này cho phép chúng ta là gì? Là hiệu chỉnh một số thông số theo ý muốn của mình. Bây giờ tôi chạy lên ha. Tôi chạy nó. Chạy hẳn lên thiết bị này. Và các bạn quan sát. À, xin chào các bạn. Chúng tôi là Tomica Edumo. Chúng tôi rất yêu các bạn. Bây giờ bài trước tôi có nói về cái công cụ đó là công cụ kiểm soát. Monitor thấy không? Đã vừa nói. Chưa, mà bây giờ tôi demo trên này chúng ta kiểm soát coi cái view nó như thế nào. Ta bật hierarchy ra, monitor này, ta double click vào nó ha. Ta chờ nó chạy này. Nếu mà các bạn chờ lâu quá mà có thể nó bị lỗi thì chúng ta thử qua cái hierarchy chúng ta bấm qua nó chạy không ha. Còn thường thường là lâu quá chúng ta đợi một hồi nó mới chạy ha. Này, nhiều khi bấm vào nó chạy thêm cái mới. Cái công cụ nó này, bạn có thể kiểm soát nó ha. Mà nếu như cái này mà chúng ta có kinh nghiệm rồi á, thì chúng ta không cần thiết nữa. Tại vì sao? Là trong cái giao diện này nè, chúng ta kiểm soát tốt rồi ha. Cái phần component view này, chi view này chúng ta có thể nhìn thấy, là quan sát. Như vậy là tới đây chúng ta đã kết thúc cái bài xây dựng ứng dụng đầu tiên ha. Đó là cái bài xin chào các bạn, chúng tôi là Tomica Edumo. I love you very much. Vậy đến đây các bạn nhớ là phải biết cách new cái project này. Tạo application bắt kịch, cách thiết kế design ha. Nằm đứng nằm ngang như thế nào bằng cách công cụ này ha. Bên góc trên này chúng ta thấy không? Landscape. Là chúng ta bo trend ha. Thì tự động nó thay đổi hướng của cái điện thoại ha. Mà chúng ta nhớ là điện thoại chúng ta có nhiều hướng này, tôi để kiểu này. Thấy chứ, các bên này cũng là quay ngang không? Nhưng nếu như bên các bên này này cũng là quay ngang ha. Thì đó nó có nhiều hướng quay ngang khác nhau, như vậy tùy vào cái nhu cầu khách hàng mà chúng ta có thể quay theo đúng ý ha. Rồi, và tiếp theo là trong phần test chúng ta phải nắm được là đây chính là nơi này mà khi chúng ta rành rồi chúng ta làm ở đây rất là nhanh, tại chúng ta có bị bát cho lẹ ha. Chúc các bạn thành công.